lại với kênh Tốt Một Khám Phá. Các bạn thân mến, cho mình hỏi một chút là các bạn có tin zombie có thật hay không? Và liệu chúng có thể tiêu diệt loài người chúng ta hay không? Có nhiều người cho rằng zombie không có thật, nhưng cũng có không ít người cho rằng zombie có thật và chúng đang tồn tại, lẩn trốn trong thế giới của loài người. Và bởi vậy, việc nghiên cứu sản xuất ra những món vũ khí chống lại sắc sống là điều vô cùng cần thiết. Chúng ta khoan hãy nói tới việc zombie có thật hay không. Chỉ riêng cái việc nghiên cứu sản xuất ra vũ khí đã là một chủ đề được rất nhiều người yêu thích và quan tâm rồi. Vậy đâu là những món vũ khí có thể tiêu diệt được sắc sống? Chúng lợi hại ra sao? Ngay bây giờ, hãy cùng với Tốt Một chúng mình tìm hiểu nhé! Găng tay phồng tôm. Xếp ở vị trí thứ 10 với sức mạnh chỉ đứng thứ 10 nhưng mà hiệu quả của nó không hề nhỏ, đó chính là chiếc găng tay phồng tôm. Nghe nhạc hiệu đoán được chương trình, nghe qua cái tên thì các bạn cũng tưởng tượng được ra hình dáng và chức năng của món vũ khí này rồi đúng không? Một chiếc găng tay bọc thép kết hợp với đèn ngắm laser, đèn pin, máy ảnh và một khẩu súng phóng điện cực mạnh. Đeo chiếc găng tay này vào thì sẽ giúp bạn tránh được việc zombie cắn vào tay khi đang cận chiến. Mục đích ban đầu khi thiết kế chiếc găng tay này là dùng để ngăn chặn và áp chế tội phạm. Nhưng nếu đại dịch zombie xảy ra, chiếc găng tay này cũng là một món đồ khá chất để chống lại nó đấy. Chưa kể các bạn nhìn xem, đeo vào trông vô cùng cá tính, chẳng khác nào mấy lực lượng đặc nhiệm chống khủng bố. Ngầu đét luôn! Nếu không đánh được zombie thì chí ít cũng giúp chúng ta có thêm vài khoảnh khắc huy hoàng. Đùa thế thôi, đứng trước tình huống ngàn cân treo sợi tóc thì bảo vệ tính mạng là trên hết. Và nếu chiếc găng tay này không đem lại hiệu quả thì chúng ta hãy cùng nghía qua món bảo bối số 2. Chắc chắn các bạn cũng phải suýt xoa vì độ chất của em nó đấy. Siêu xe M134X. Chắc chắn đây là một trong những món đồ bạn không thể thiếu trong thế giới có zombie. Nếu bạn đã từng xem phim thì cũng mường tượng được rằng nếu có zombie thì bạn sẽ luôn phải chạy nếu không muốn trở thành miếng mồi ngon cho lũ xác sống. Nhưng làm sao mà bạn có thể chạy mãi được? Vậy nên một chiếc siêu xe M134X vô cùng cần thiết. Để giảm bớt rủi ro khi mà một đại dịch zombie có thể xảy ra, một công ty vũ khí của Mỹ đã tạo nên một cỗ chiến đấu phải nói là đỉnh của chóp. Cụ thể, họ đã lắp một khẩu súng máy M134 minigun lên chiếc mô tô Yamaha R1 Superbike, khiến nó thành một siêu vũ khí độc đáo. Chiếc xe này có thể bắn khi đang di chuyển ở tốc độ cao. Hộp đạn được gắn trên xe có lượng đạn khủng giúp chiếc xe có thể tung hoành thoải mái trong cuộc chiến với zombie. Hệ thống băng truyền tải đạn được bố trí cặp sát vào thân xe giúp cung cấp đạn cho súng bắn với tốc độ lên tới 3.000 viên trên một phút. Cò khai hỏa được gắn ngay trên tay côn của xe giúp bạn dễ dàng bắn súng trong cả khi đang lái xe. Với uy lực khủng của súng, sự linh hoạt của xe, đến người còn không dám đứng trước đầu xe chứ nói gì là zombie. Tiện đây thì cho mình hỏi một chút, có bạn nào đam mê chàng cung thủ mắt xanh Clint Barton đầy quyến rũ trong loạt phim siêu anh hùng không nhỉ? Nếu có thì chắc chắn sẽ mê vũ khí tiếp theo lắm đấy. Cung sinh tồn SAS. Với thiết kế nhỏ gọn, đơn giản nhưng tiện dụng và hiệu quả, chiếc cung này là món vũ khí không thể thiếu nếu bạn muốn đánh bại zombie. Bình thường nếu không biến thành cây cung thì nó là vũ khí để bạn có thể cầm tay để chiến đấu ở khoảng cách gần. Và khi mục tiêu tấn công ở xa thì bạn có thể lắp ráp nó biến thành cây cung nhanh chỉ trong vòng một nốt nhạc. Và cung SAS cực kỳ nhỏ gọn, giúp bạn dễ dàng mang theo bên mình mọi lúc mọi nơi. Lực bắn của cung thì cực mạnh, khả năng sát thương cũng cực cao. Cầm thứ vũ khí này trên tay thì chắc chắn sẽ không có con zombie nào dám tới gần bạn. Và cung có giá bán khoảng 300 đô, tương đương khoảng 7 triệu đồng. Biệt thự chống xác sống Cyberhow. Sau một ngày vật lộn chiến đấu và chạy trốn thì chúng ta cũng nên có một nơi an toàn để ẩn nấp đúng không? Chính vì điều này mà công ty thiết kế Modern House đến từ Nga đã xây dựng biệt thự có tên Cyberhow với thiết kế và công năng có thể đáp ứng các tiêu chí của bạn nếu muốn tránh cái thảm kịch biến thành zombie. Cyberhow có thiết kế góc cạnh, dữ dằn và trông như một pháo đài bất khả xâm phạm. Bởi bên ngoài biệt thự được bọc lớp thép không gỉ, cũng như được trang bị kính cửa sổ chống đạn, cửa sập kim loại và cửa kín khí chống vũ khí hóa học. Căn biệt thự rộng 300m², bao gồm tổ hợp trong nhà và ngoài trời. Trần nhà trang bị tấm pin năng lượng mặt trời, bên dưới là phòng khách với lò sưởi lớn, phòng thư giãn cây cảnh và hệ thống cầu thang xuyên thẳng tới hầm, khu vực đặt phòng ngủ và phòng tắm. Được sống trong căn nhà như này thì quá là tuyệt vời, chả thiếu thứ gì luôn. Ngoài chống zombie thì ngôi nhà này còn có thể chống lại tất cả các thảm họa trên trái đất. Do vậy mà trong điều kiện có thảm họa xảy ra, bạn có thể yên tâm sinh hoạt thoải mái cả tháng mà không cần phải lo lắng cho thế giới bên ngoài như thế nào. Bộ quần áo chống bạo loạn PPSS. Nói thật, mặc bộ đồ này vào, độ tự tin chiến đấu của bạn sẽ tăng lên ít nhất là 1.000%, dù là đang đứng trước mặt mấy con zombie ghê rợn như thế này.
Bộ đồ được thiết kế bảo vệ hầu như toàn thân, gồm ở bẹn, vai, cổ và tay chân với trọng lượng khoảng 8,5 kg. Nhưng nó cực kỳ thoải mái khi mặc, với khả năng cơ động vượt trội. Và điều đặc biệt đó là mặc bộ đồ này vào, bạn có thể chập hết, dù cho là bị đánh bằng rìu, gạch, thanh sắt, dùi cui, thậm chí là dao đâm hay là kim tác động. Hẳn là các bé zombie sẽ phải bỏ dép chạy lấy người khi đứng trước bộ giáp cực khủng này. Nghe đã thấy hứng thú rồi đúng không? Ai muốn sở hữu cho mình một bộ quần áo chất như nước cất này thì điểm danh ngay xuống dưới phần bình luận nhé. Siêu xe chống zombie. Việc đi bộ trong một thế giới zombie sẽ làm bạn là một món mồi ngon của chúng. Và để giảm bớt được những rủi ro này, một chiếc xe Hyundai đã được độ lại giống như trên màn hình được ra đời. Đây là một chiếc xe được trang bị rất nhiều vũ khí để gây sát thương cực lớn lên đám zombie. Thân xe được làm thấp hơn, giảm bớt lực cản không khí, giúp xe di chuyển nhanh và không dễ bị mất lái như những chiếc xe thông thường. Trên mui xe cũng được trang bị thêm hai khẩu súng tự động và các mặt kính được thiết kế thêm các chấn song rất vững chắc. Đây chính là chiếc xe trong mơ để bạn có thể ngao du trong đại dịch zombie này. Và nếu như bạn là một con đỗ nghèo khỉ như top 1 chúng mình và không đủ tiền để sắm một chiếc siêu xe dự tính vô cùng đắt đỏ này, thì có lẽ thứ vũ khí lợi hại tiếp theo dành cho bạn đấy. Nhỏ gọn, giá thành có thể rẻ hơn nhưng cũng vô cùng cần thiết giúp bạn thực hiện kế hoạch chạy thoát thân đấy. Siêu xe đạp chống đại dịch zombie. Nói đến những vũ khí cực mạnh chống lại zombie, không thể bỏ qua chiếc siêu xe đạp này. Một chiếc xe với đầy đủ trang thiết bị giúp bạn sống sót qua đại dịch zombie hay thậm chí là sóng thần, dịch cúm nhờ vào những chức năng mà bạn không thể tìm thấy ở bất kỳ loại thiết bị nào. Nghe thì hơi ảo ma Canada. Một chiếc xe đạp thì làm gì ghê gớm vậy? Nếu như còn chưa tin những gì top 1 chúng mình nói thì ngay bây giờ hãy tiếp tục tìm hiểu nhé. Chiếc Survival Bike được trang bị động cơ xe máy 4 thì hai thùng nhiên liệu dự trữ một cây súng nỏ ở phía sau. Một cái rìu, một chiếc xẻng công binh và một bộ dây móc. Một bộ đồ nghề leo núi, đèn chiếu sáng các loại và nhiều loại dao lẫn dụng cụ sinh tồn các thứ. Chưa hết đâu nhé, trên ghi đông xe còn đế gắn điện thoại và GPS để dẫn đường để bạn không bị lạc khi chạy thoát thân. Ngoài ra thì chiếc xe có thiết kế cực đơn giản nhằm giảm tối đa trọng lượng của xe để tiết kiệm nhiên liệu và tiết kiệm sức người, bởi nó còn có bàn đạp cho phép bạn có thể đạp xe khi hết xăng nữa. Đây sẽ là chiếc xe đạp vô cùng hữu ích để giúp bạn chống chọi và sinh tồn trong một thế giới toàn zombie như thế này. Mũ bảo hiểm chống đạn. Đúng là ánh mắt vừa chạm vào chiếc mũ là chúng ta tưởng tượng ngay tới mấy cái bộ phim siêu anh hùng. Chỉ cần đội vào, chắc chắn bao ngầu. Thế nhưng, chiếc mũ này không chỉ có mỗi thế. Chiếc mũ giáp chống đạn của tương lai này được phát triển bởi một đơn vị nghiên cứu và sản xuất giáp chống đạn tại Yokohama, Nhật Bản. Chiếc mũ này khủng đến nỗi nó có thể chặn được loại đạn có sức công phá cực mạnh Magnum 44. Nên mấy con zombie có nhăm nhò gì? Ngoài ra, chiếc mũ còn được trang bị hệ thống thông gió làm mát và tránh làm kính mắt bị mờ. Thậm chí còn có thể hiển thị các thông số như là thời tiết, bản đồ khu vực vị trí đội hình chiến đấu, kính hồng ngoại nhìn đêm. Đặc biệt, nó được trang bị công nghệ liên lạc và giúp bạn có thể phân biệt địch hay ta trong bất kỳ tình huống nào. Đúng là Nhật Bản có khác, làm gì cũng hết sức sáng tạo và bất ngờ đúng không? Chiếc mũ sẽ có 3 phiên bản cho bạn lựa chọn với giá từ 725 USD đến 2060 USD, tương đương từ 17 đến 48 triệu đồng tiền Việt, tùy theo các chức năng được tích hợp của chiếc mũ. Đúng là cái giá cũng không hề rẻ một chút nào, nhưng nếu có điều kiện thì cũng nên sắm một cái các bạn nhỉ. À tất nhiên là khi có zombie tồn tại thôi, chứ còn thời bình như này thì sắm về để ngắm cũng được. Máy phát điện di động Airstream. Chắc chắn rồi, thời đại này mà không có điện thì dám cá là chẳng có mấy bạn ngồi đây xem video của top 1 chúng mình. Mà nhất là trong cái viễn cảnh bị đám thây ma đuổi bắt, bạn phải chạy vào rừng sâu hoặc lênh đênh trên biển, thì một chiếc máy phát điện di động Airstream là thứ cần thiết vô cùng để giúp bạn kết nối với thế giới bên ngoài. Chiếc máy có hình trụ, được thiết kế dạng module, giúp nó có thể tháo lắp một cách đơn giản. Máy có chiều cao 24,5cm, đường kính 6,5cm, trọng lượng 800g. Và nhờ đó thì bạn có thể dễ dàng bỏ Airstream trong ba lô và mang đi bất kỳ đâu một cách dễ dàng. Nguyên lý hoạt động của nó là biến dòng suối thành một đập thủy điện nhỏ, giúp nó xoay tua pin và biến thành điện năng tích trữ cho một viên pin Airstream có thể tạo ra nguồn điện với công suất tối đa là 5W. Dụng cụ đa năng Lean Tracker. Và cái tên cuối cùng có mặt trong video ngày hôm nay đó chính là dụng cụ đa năng Lean Tracker, một món đồ bạn không thể không có trong những cuộc chiến với xác sống. Ban đầu nhìn vào thì trông nó giống như một chiếc búa mini,
dù nhỏ nhưng mà nó có võ đấy nha các bạn. Trong những tình huống bị bao vây bởi những con zombie khát máu, bạn có thể sử dụng Lintrucker như một loại vũ khí cầm tay để chiến đấu ở cự ly gần, và nó tỏ ra khá là hiệu quả đấy. Lintrucker được trang bị một dụng cụ mài lưỡi giúp chiếc búa luôn sắc bén để bạn có thể chặt cây làm lều, cũng như thiết kế những cái bẫy bảo vệ an toàn cho mình trước những mối nguy hiểm. Nó còn có một phụ kiện đánh lửa để giúp bạn có thể nấu ăn, giữ ấm, nhất là vào ban đêm. Các bạn thân mến, dù không biết là trong tương lai đội quân xác sống có đội mồ sống dậy và đe dọa con người chúng ta hay không, nhưng việc tìm hiểu những biện pháp, nghiên cứu những vũ khí để tiêu diệt chúng vẫn luôn là một đề tài hấp dẫn được nhiều người quan tâm yêu thích. Chúng ta thật khó rời mắt khỏi những loại vũ khí uy lực này đúng không? Vậy trong số những vũ khí mà top 1 chúng mình đã kể ra trong video, bạn cảm thấy thích thú và ấn tượng với món vũ khí nào? Hay bạn còn biết hay là sáng chế ra loại vũ khí nào có thể tiêu diệt được zombie hay không? Nếu có thì hãy để lại ý kiến xuống dưới phần bình luận cho mọi người cùng biết với nhé. Và nếu như các bạn yêu thích chủ đề này thì cũng đừng quên ủng hộ top 1 chúng mình bằng cách like, share video, sau đó đăng ký kênh top 1 khám phá và nhấn vào nút chuông thông báo nhỏ nhỏ bên cạnh để cập nhật nhanh nhất những video mới. Trên màn hình chúng mình có để lại những video có liên quan mà các bạn không nên bỏ lỡ, hãy click vào để xem ngay. Còn bây giờ như thường lệ, xin chào và hẹn gặp lại!